cái cổ tay mình nhỏ nè, xài cái Mi Band này nó cũng sao đâu đó, nó ôm nè, màn hình coi như là cho xuất hiện đồng hồ suốt không tắt luôn, ngặt nổi cái đời Mi Band này đó. Tiếng Việt không có bị lỗi, không bị lỗi. Khi mà mình kết nối với điện thoại thì những cái tin nhắn gì là nó xuất hiện ngay thôi, ai gọi tới cũng báo. Và đặc biệt là khi mà mình tìm kiếm cái điện thoại thì tìm kịp thời luôn. Những cái chế độ mà chế độ thể thao hay chế độ gì đó kiểm tra sức khỏe này, nhịp tim gì đó rất rõ, rất rõ. Nói chung đồng hồ này mà màn hình lớn sạc cũng nhanh nữa. Mình mua không biết có bị sai lầm hay không, xài ngon lắm, ôm tay. Màn hình này coi như là đồng hồ này lắc tới lắc lui cũng vẫn đi on display gì đó không tắt luôn. Nói chung là xài ok, rất tốt, rất ngon, giá cả phải chăng, ngon bổ rẻ.